dạ chị xin chào đoàn ạ. Dạ thưa đoàn, tôi xin giới thiệu đoàn là em tên là Trương Thị Vy, là nhân viên tại Quốc tế Sơn Mỹ. Dạ hôm nay em sẽ giới thiệu đến đoàn về Quốc tế Sơn Mỹ ạ. Dạ thưa đoàn, hiện tại đoàn chúng ta đang đứng trước một bia đá có khắc đầy đủ tên, tuổi và giới tính của 504 người dân vô tội đã bị lính Mỹ sát hại ngay tại làng này cách đây 48 năm về trước. Dạ thưa đoàn, thì vào sáng sớm ngày 16 tháng 3 năm 1968, tại hai thôn của xã Sơn Mỹ là thôn Tư Cung, tức là nơi mảnh đất mà đoàn chúng ta đang đứng, và thôn của Lũy nằm cách hơn 2 km về hướng đông, đã xảy ra một vụ thảm sát dân thường tập thể mà do một đại đội lính Mỹ gây ra. Và chỉ trong vòng 4 giờ đồng hồ buổi sáng đó, hơn 100 lính Mỹ cùng với vũ khí hiện đại, bọn chúng ra tay sát hại 504 người dân vô tội tại hai thôn này. Những người bị lính Mỹ sát hại hầu hết là người già, phụ nữ và trẻ con. Trong tay họ không một tấc sắt, không một khả năng kháng cự lại. Và dựa vào độ tuổi và giới tính của nạn nhân, chúng tôi đã thống kê được trong số 182 phụ nữ bị giết thì có đến 17 cô chị đang mang thai gần đến ngày sinh. 173 trẻ em, trong đó có 56 trẻ sơ sinh chưa đầy 5 tháng tuổi, có 60 cụ già trên 60 tuổi và 89 trung niên. Để 504 người dân vô tội thì họ đến từ 247 gia đình khác nhau, nhưng trong đó có 21 gia đình bị lính Mỹ giết tiệt tự, không còn một ai sống sót. Mỗi gia đình bị lính Mỹ giết tiệt tự có từ 3 đến 11 người. Và cũng trong buổi sáng ngày hôm đó, ngoài việc giết người, lính Mỹ đốt cháy hơn 200 căn nhà và giết hàng ngàn trâu bò gia súc của người dân. Đến gần trưa, khi lính Mỹ rút đi khỏi tại hai ngôi làng lính Mỹ giết người, còn lại 15 người sống sót. Những người dân này sống sót và may mắn họ nằm dưới xác với những người khác, nhưng không bị lính Mỹ phát hiện ra. Và thứ đó thì vụ thảm sát này được chính quyền Mỹ và chính quyền Sài Gòn lúc đó bưng bít che đậy cho mãi đến 18 tháng sau vụ thảm sát tức tháng 1 năm 1969. Và những bức ảnh mà người phóng viên đi cùng quân của lính Mỹ ngày hôm đó chụp và được đăng tải trong tờ báo của Mỹ, thì lúc này vụ thảm sát được đông đảo người dân thế giới biết đến. Vậy đến tháng 2 năm 1976 thì khu di tích này được xây dựng và đưa vào sử dụng, và tại nơi này đã lưu giữ và trưng bày những hình ảnh, những hiện vật và những di tích về vụ thảm sát xứ Mỹ. Và thưa quý đội, vào ngày 16 tháng 3 dương lịch hàng năm thì tại khu di tích này có tổ chức lễ tưởng niệm 504 người dân vô tội lính Mỹ sát hại vào ngày 16 tháng 3 năm 1968. Để tiếp tục thông qua, xin mời đoàn đến bên kia cho bản đồ quân sự của Mỹ. Dạ thưa quý đoàn, người ra lệnh cho lính Mỹ giết tất cả các dân làng ở đây là một đại úy trẻ chưa đầy 30 tuổi tên là Medina. Và tất cả các lính Mỹ đến đây đều nhận lệnh giết người, và tên lính Mỹ giết nhiều người nhất trong vụ thảm sát tại núi Ugram Kalay năm đó 25 tuổi. Ngày hôm đó tên này đã cầm súng bắn vào 17 người già, phụ nữ và trẻ con, và tên này đã tham gia bắn giết 170 người dân tại con mương nước Thuận Yên. Và với tội danh giết hàng loạt, năm 1971 tên Kalay này bị tòa tuyên án là tù chung thân. Nhưng sau một ngày tòa tuyên án, tổng thống Mỹ Nixon ra lệnh phóng thích tên này. Thì sau khi hắn ra tù, hắn đối diện nhiều cuộc biểu tình của những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Nên hai năm sau đó, tức năm 1973, tên Kalay này tiếp tục đưa ra xét xử trước tòa minh một lần nữa. Lần này tòa tuyên án 3 năm tù treo, nhưng một năm sau án giảm xuống chỉ còn một năm. Và thưa đoàn, hiện nay tên Kalay này vẫn còn đang sống bên Mỹ và đang là một chủ tiệm kim hoàn rất là lớn. À, thưa quý đoàn, những bức ảnh về vụ thảm sát mà đoàn chúng ta sẽ xem sau đây là do người phóng viên đi cùng cuộc hành quân lính Mỹ ngày hôm đó chụp được. Ông này tên là Ronald Haberly. Ngày hôm đó ông đi cùng cuộc hành quân có nhiệm vụ là phóng viên chiến trường. Và trước khi đi, ông được cấp trên giao cho hai máy ảnh lắp phim đen trắng. Và ông này là phóng viên chuyên nghiệp nên lúc nào bên mình ông cũng có một máy ảnh lắp phim màu. Và hai máy ảnh lắp phim đen trắng cấp trên giao cho ông chụp được 40 bức ảnh, chụp cảnh lính Mỹ đang giết người. Và về phần cái máy ảnh cá nhân mình, ông chụp được 18 bức ảnh. Sau đó ông bí mật giữ lại 18 ảnh màu để cho riêng mình. Còn 40 bức ảnh đen trắng ông chụp được, ông sau khi về đơn vị ông nhanh chóng giao nộp lại cấp trên của mình. Và thưa quý đoàn, hơn một năm sau, cái vụ thảm sát này vẫn còn nằm trong im lặng, tức thông tin chưa bị tiết lộ. Tổng Ronald này bất ngờ công bố 18 ảnh màu mà ông chụp hơn một năm trước đó. Và cho đến tháng 11 năm 1969, tức là 18 tháng sau vụ thảm sát, thì ông khai thì 18 bức ảnh màu này đã được đăng tải trên các tờ báo của tờ G Life, tức là tạp chí đời sống bên Mỹ. Thì lúc này vụ thảm sát bị phanh phui ra trước dư luận thế giới. Và thưa vào bức ảnh màu ông chụp đầu tiên là về ba chiếc máy bay trực thăng bay từ khu căn cứ của sự Châu Lai, bay trước cái dọn đường cho một tốt chiến chiếc trực thăng bay xa chở hơn 100 binh lính Mỹ. Chúng hạ cánh và đổ quân tại cánh đồng lúa phía tây thôn Tư Cung cách đây 500 mét. Và sau khi rời máy bay, lính Mỹ lập tức dàn hàng ngang phân cắt đủ lúa người dân để tràn vào làng. Và thưa quý đoàn, trước khi đến đây, lính Mỹ được cấp trên giao thực hiện mệnh lệnh ba sạch, đó là đốt sạch, phá sạch và giết sạch làng quê này. Vào hôm xảy ra vụ thảm sát một ngày cắt lúa người dân, nên những người lính Mỹ sát hại đầu tiên khi bọn chúng đổ quân là những người nông dân đi làm nông sớm. Tiếp theo xin mời đoàn đứng này. Và thưa đoàn, đây là những bức ảnh chụp cảnh lính Mỹ đang
người nông dân đang làm ở trên đồng. Và tủ kính trước mặt đoàn là tủ kính trưng bày tập trung hầu hết những vũ khí hiện đại đã hỗ trợ lính Mỹ trong việc giết người ngày hôm đó, như là những súng máy, pháo sáng và lựu đạn. Và thưa đoàn, đây là loại súng lính Mỹ dùng để bắn vào 102 người dân tại con đường đất cạnh tháp kênh Khôn Tư Cung. Và để tiếp tục tìm hiểu tòa án lính Mỹ đã gây ra nhân làm như thế nào, em xin mời đoàn chuyển hướng này ạ. Và thưa quý đoàn, để thực hiện mệnh lệnh cấp trên giao cho, khi vào đến trong làng đi đến đâu lính Mỹ cũng lùng đến từng túp lều để tìm người bắn giết, có tiền ném lựu đạn vào nhà của người dân. Những tên khác chia nhau cặp từ cây chuối nhổ từng cây ngô, sau đó bọn chúng đốt nhà. Đốt nhà xong bọn chúng trút tất cả đồ dùng sinh hoạt và lương thực của người dân vào trong lửa đi đốt. Và thưa đoàn, đây là những hiện vật, những nạn nhân còn sót lại mà chúng tôi sưu tầm được, như là lúa người dân gặt về phơi trước sân bị lính Mỹ trút trong lửa đốt chỉ còn lại như thế này. Nhưng tuy nhiên thưa quý đoàn, tội ác lính Mỹ không dừng lại ở việc đốt nhà hay là phá hoại lương thực mùa màng, mà bởi tội ác của bọn chúng đã đỉnh cao khi bọn chúng quyết định giết tất cả những dân thường ở trong làng. Thưa quý đoàn, đây là bức ảnh đen trắng được người phóng viên chụp tại một điểm lòng đồng. Ông phóng viên cho biết lúc này có hai tên lính Mỹ, tên bên phải đã cầm một khẩu súng ngắn bắn chết người đàn ông bên dưới một xác người đàn ông, và tên lính Mỹ bên trái đã tóc tất cả thúng mũng nông cụ lên người đàn ông này, quyết định cuối cùng là đốt đi xác chết. Mặc màu đen bên cạnh chân bị bên trái, một bộ đồ được chúng xé ra từ người phụ nữ để cứng bức, sau đó bọn chúng vất tại nơi này. Thì chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ thì làng quê Sơn Mỹ đã chìm trong khói lửa và xác người. Và sau khi tiếng sâu ở trong làng, lính Mỹ đã lùng đến tất cả những ngôi nhà còn lại trong làng để tìm người giết. Và căn nhà bọn chúng lùng đến đầu tiên là căn nhà của một sản phụ vừa mới sinh con chưa đầy 3 tháng. Sáng hôm đó, người phụ nữ này đang trong nhà chờ con bú. Lùng đến đây, lính Mỹ nhanh chóng tách đứa bé ra khỏi người mẹ và thay nhau cưỡng bức chị cho đến kiệt sức. Cưỡng bức xong, bọn chúng lập tức người chị lại, bắn chết chị và bỏ đi. Một lát sau, sau khi hoàn thành xong việc giết người những nơi khác và trên đường trở về nơi đô quân, thì tóc nỉ này có đi ngang căn nhà này và tiếng khóc của bé sơ sinh khóc sự vô tình làm bọn chúng nghe được. Bọn chúng quay trở lại vào nhà. Lúc này thân mình em bé sơ sinh đã ướt đẫm máu chảy ra từ cái vết thương người mẹ. Và một tên trong nhóm mắt mừng rỡ hô lên hai tiếng là VC và hắn rút súng bắn ngay vào miệng đứa bé đang khóc. Chúng ta thấy em bé này toát ra một bên mặt của em nó bị nát nhừ. Sau đó bọn chúng không quên chất rơm rạ trong dây đốt xác hai mẹ con sản phụ này. Để những cụ già đi đứng không vững, lính Mỹ cũng không tha. Và thưa đoàn, lên đánh ông cụ một lai, một cụ già đã ngoài 80 tuổi. Sáng hôm đó bị một tên Mỹ vào nhà lâu đi, trong khi ông cụ vẫn chưa mặc xong chiếc quần dài. Bị tên lính này lâu đến một con đường đất, ông cụ sợ hãi ngồi bày xuống lấy giấy van xin tên lính này để được thả về. Nhưng dù ông cụ gắn van xin thế nào đi nữa, thì ông bị tên Mỹ này bắn chết bằng hai phát súng. Cùng chung số phận của ông cụ một lai là ông cụ Trương Thơ, 72 tuổi. Sáng hôm đó, ông cụ Trương Thơ bị tóc Mỹ vào nhà lôi đến ngoài sân. Bọn chúng thay nhau nó đập ông cụ cho đến gần chết. Thì giả mang hơn, bọn chúng còn dùng lưỡi lê cắt luôn chồng rau cầm dưới của ông cụ để làm trò cười cho đồng mồm của mình. Trong khi ông cụ vẫn còn quằn quại và đau đớn trong mũi máu, thì đến Mỹ lôi cụ đi một giếng nước giữa làng và ném ông cụ xuống đó. Còn chút sức lực cuối cùng, ông bám hai tay thành nhiến, nhưng lính Mỹ đã dùng bắn súng đập nát hai tay của ông cụ. Ông cụ đau đớn bơm tay đưa tổng súng chặn như sau. Sau đó lính Mỹ đứng bên trên liên tục nã súng theo thân của cụ, đến khi màu máu của cụ nhòa màu được giếng, lính Mỹ mới rút đi. Và thưa đoàn, đây là giếng chúng tôi phục dựng vào năm 2012 để mô tả chiếc ông cụ Trương Thơ trong giếng nước. Ông cụ chết với nhiều vết thương trên lưng và đầu, xác ông cụ nổi lên bền trên mặt giếng. Và sau khi chết ông cụ Trương Thơ trên đường bỏ đi, tốt Mỹ này bắt gặp một tốt người gồm 15 phụ nữ và trẻ con. Và những người phụ nữ được chụp quanh màu này đều là những người mẹ. Và sáng hôm đó họ đang trên đường bồng dắt những đứa con lớn nhỏ mà chạy trốn. Nhưng họ chưa trốn vào đây thì bị lính Mỹ bắt gặp. Bọn chúng đã gom họ tại gốc cây gòn ở giữa xóm. Và tại đây hầu hết phụ nữ trong nhóm này bị lính Mỹ cưỡng bức. Cưỡng bức xong bọn chúng cho họ mặc trở lại đồ vào. Sau đó bọn chúng đặt đối diện họ một khẩu súng máy và bắn xối xả vào họ. Đến khi xác 15 nạn nhân này ngã xuống, thì lính Mỹ mới rút đi. Và thưa đoàn, đây là bức ảnh màu được người phóng viên chụp về họ cuối cùng trước lúc họ bị lính Mỹ bắn chết tập thể. Và trên những con đất dẫn vào làng là xác những người nông dân và trẻ con đi làm đồng sớm bị lính Mỹ bắn chết la liệt như thế này. Và cũng trên một con đất khác nhưng không phải là người nông dân bị giết mà là trẻ con. Bức ảnh màu này được người phóng viên chụp về cái chết hai đêm cậu bé trai chưa đầy 10 tuổi. Ông phóng viên cho biết sáng đó thấy hai em cậu bé này chạy trốn lính Mỹ trên đường. Người em chạy trước và người anh chạy sau.
Nhưng không may lúc bị nó nhìn thấy người em và bắn vào chân người em làm người em bị thương. Người anh chạy từ phía sau thấy em bị bắn bị thương liền vội vàng đầm đè lấy em của mình nhằm che chở cho em mình tránh đạn đạo tiếp theo. Nhưng dù người anh cố gắng xoay xả thế nào đi nữa, cuối cùng hai đứa cậu bé này cũng bị lính Mỹ bắn chết. Và thứ đoàn đây là một trong những bức ảnh gây niềm thương tâm nhất cho người xem. Và một trong những trò thiết kỷ lính Mỹ ngày hôm đó là bọn chúng đốt nhà và chờ những người dân vô tội chạy bên ngoài thì bọn chúng sẽ bắn. Và nạn nhân của bọn chúng là ông cụ Phạm Phúc. Sáng hôm đó khi lính Mỹ đốt nhà của ông cụ quá sợ hãi vội vàng chạy ra bên ngoài. Nhưng ông cụ vừa chạy đến bậc thềm thì một tên lính Mỹ đã trực trước săn bắn nhiều lần trong bụng của ông, làm ông Phúc chết một bữa xoa đang ngay bên cạnh. Và thưa quý đoàn, cũng như bao giấy người mẹ Sơn Mỹ khác là giấy của bà Nguyễn Thị Thảo, một nông dân 36 tuổi. Sáng hôm đó bà Thảo đang làm đồng thì bà chứng kiến cảnh lính Mỹ giết người và quá sợ hãi nên vội vàng nấp sau một mô đất, miệng ngậm chặt vành nón để không bật ra tiếng khóc. Nhưng không may cho bà, lính Mỹ đứng trước nó và quan sát xung quanh, bọn chúng đã thấy đầu của bà nhấp nhô ra khỏi bụi rậm nên ngay lập tức bọn chúng đã nhắm thẳng vào đầu của bà mà bắn, làm bà Thảo chết trong tư thế người bị gập, miệng vẫn ngậm chặt vành nón và não của bà đổ cả ra ngoài. Và một trong những nạn nhân được xem là lớn tuổi nhất ngày hôm đó là ông cụ Nguyễn Hiệp, 84 tuổi. Ở tháng 4 nhưng Hiệp vẫn bị lính Mỹ vào nhà lôi đi. Bọn chúng đang lo cuộc điểm quân đường đất, đang đi bọn chúng nổ súng như là ngoài đầu của ông như thế này. Thưa đoàn, tiếp theo là những hình ảnh màu được người phóng viên chụp tại nhà ông Nguyễn Đập. Ông Nguyễn Đập là người đàn ông trung niên nằm chết ngoài sân với não đứt cả ra ngoài. Và ông là chết trong hè với đôi chân trần trụi. Con trai của ông 8 tuổi nằm chết như tre. Sau khi giết ba nạn nhân này lên Mỹ chất rơm rạ, nông nghi đốt xác của họ, nhà tranh cũng đập bọn chúng phóng hỏa đốt sâu cùng. Và thưa quý đoàn, đây là 124 gia đình bị lính Mỹ giết tuyệt tự, không còn một ai sống sót. Tiếp theo xin mời đoàn này. À, thưa quý đoàn, thì đi cùng quân Mỹ ngày hôm đó có hai người lính Việt Nam Cộng Hòa là ông Dương Minh và ông Nguyễn Đình Phú. Ngày hôm đó hai em này đã cứu sống được ba cháu cụ Trương Châu là người đang ngồi dưới đất này ạ. Và về sau cụ Châu kể rằng thì sáng hôm đó ông chứng kiến cảnh lính Mỹ giết người, ông quá sợ hãi như vội vàng vòng dắt hai cháu nhỏ mình chạy trốn. Và ông chưa biết trốn ở đâu thì ông gặp được hai người lính này. Ông đã ngồi xuống xin họ tha mạng cho, nhưng một trong hai người đã khoát tay cho ông chạy đi và nó chỉ một hướng chạy an toàn cho ông, mà ta biết đó lính Mỹ sắp thông hành buông qua. Khi nhận được tiếng hiệu đó, ông cụ vô cùng mừng rỡ đã vội vàng dắt hai cháu nhỏ mình chạy theo hướng được chỉ. Và ba cháu cụ chạy mãi đến chiều gặp một túp liều tranh. Ông đã vội vàng dắt hai cháu nhỏ vào trong con nắp. Và ba ông cháu cụ trong niềm nỗi lo sợ đến tối lính Mỹ không hành hôm qua, nên ba ông cháu cụ đã thoát chết trong trường như vậy. Và thứ đoàn thì hai năm sau cụ Trương Châu qua đời vì đã lớn tuổi. Vì hiện nay hai người cháu ông vẫn còn sống ở trong làng, nhưng rất tiếc đó họ quá nhỏ thì không biết việc gì đã xảy ra. Thứ đoàn tiếp theo những ảnh phóng lớn chụp cảnh lính Mỹ đốt nhà người dân và giết người, nhưng không phải là giết người riêng lẻ mà gom người lại rồi và giết tập thể. Thưa đoàn, đây là màu được người phóng viên chụp tại con đường đất cạnh tháp canh thôn Tư Cung. Ông phóng viên cho biết thì sáng hôm đó lính Mỹ đã gom rất nhiều dân ở trong làng dẫn đến con đường đất này, hầu hết là người già, phụ nữ và trẻ con. Và đến đây hầu hết phụ nữ trong nhóm này bị lính Mỹ cưỡng bức. Sau đó bọn chúng đập đối diện nhóm người này một khẩu súng máy và bọn chúng bắn xối xả vào họ. Chúng bắn đi bắn lại rất là nhiều lần. Khi xác những người dân này ngã xuống xác chết chồng chất lên nhau, lính Mỹ mới rút đi. Và ông phóng viên cho biết thêm rằng ông thấy một đứa bé sơ sinh đang bò trên đống xác chết như đang tìm bố mẹ của mình. Ông dự định sẽ quỳ xuống chụp lại khoảnh khắc này, nhưng có một tên lính Mỹ đã nhanh chân hơn ông. Hắn đã chạy đến bắn vào em bé ba loạt đạn. Loạt thứ nhất hất tung em bé lên trời, loạt thứ hai quật em ngã sấp xuống đất, và loạt thứ ba thì thân thể nhỏ bé của em đã nằm úp trên xác chết những người dân đã chết trước đó. Và thưa quý đoàn, số người dân vô tội lính Mỹ sát hại tại con đất này lên đến 102 người, chứ không phải một nhóm người mà đoàn chúng ta đang xem qua ảnh. Và cách đây không xa, có bốn anh em trong gia đình bị lính Mỹ sát hại. Sau đó lính Mỹ đã nhanh chóng đốt xác bốn xác chết này bằng xăng dầu. Rồi chúng ta thấy hai xác chết bên trong đã cháy hơn nửa thân mình, chỉ còn lại xương và da. Và người phụ nữ đang gào khóc vì bốn xác người này là người thân của họ. Nhưng sáng hôm đó bà rời nhà làm đồng từ sớm nên không may mắn, nên may mắn được sống sót. Và thưa quý đoàn, về thằng lính Mỹ, tổn thất duy nhất của bọn chúng hôm đó chỉ có tên lính da đen tên Hà Bách bị thương. Mà tên lính này bị thương không phải vì người dân đây có vũ khí chống trả lại bọn chúng, nhưng vì tên Kata này còn một chút lương tâm. Hắn thấy đồng đội mình giết người quá mang rợ, nhưng tên này đã tự dùng súng bắn vào chân của mình để làm bị thương. Và tên này nghĩ chỉ có bị thương thì hắn mới không tham gia tội ác. Và thưa đoàn, đây là bức ảnh chụp cảnh lính Mỹ đang đưa hắn lên máy bay trở về khu căn cứ.
mời đoàn đại nhóm tự nè. Và thưa quý đoàn, đây là nhóm tượng mô tả cảnh đến bị giết người tại công viên nước Quỳnh Y. Mà hiện nay công viên nước này vẫn còn đang tồn tại trong khuôn viên khu di tích sư Mỹ nơi đoàn chúng ta đang tham quan. Thưa đoàn, thì đây là một số người dân sống sót kể lại rằng thì sáng hôm đó lính Mỹ đã gom những người dân còn lại trong làng dẫn đến công viên nước này, và vẫn hầu hết là người già, phụ nữ và trẻ con. Và đến đây thì bọn chúng đã ra tay đánh đập hành hạ rất là dã man. Và đối với phụ nữ thì bọn chúng đã vẫn dở trò hãm hiếp. Sau đó bọn chúng đẩy tất cả những người dân vô tội này xuống họ mua chật hẹp để không một ai trốn thoát được. Và sau đó lính Mỹ đứng trên bờ mương chỉ súng xuống lòng mương bắn liên tục trong 2 giờ liền. Đến khi xác những người dân này ngã xuống, xác chết chồng chất lên nhau, máu nhuộm một đoạn mương dài đến Mỹ mới đứt đi. Và thưa đoàn, số người dân vô tội lính Mỹ sát hại tại mương con nước chật hẹp này đã đến 170 người. Và sau khi thăm quan xong ra có phòng trưng bày thì biểu phải có 100 mét thì đoàn chúng ta sẽ gặp được công nhân này ạ. Tiếp theo xin mời đoàn nhóm một hàng đang tránh bên kia. Dạ thưa đoàn, thì sau giết người xong đến Mỹ rồi nghỉ ngơi trên cái ruộng lúa mà bọn chúng đã được buông sáng đó. Trong cái mặt bọn chúng hết sức là bình thản như không việc gì xảy ra. Sau đó bọn chúng được máy bay đưa về khu căn cứ và được cấp trên nhắn về đây khen tượng bất chiến không là giết người đếm xác. Và một năm sau, cái vụ thảm sát này vẫn còn nằm trong im lặng, tức thông tin chỉ bị tiết lộ, thì chính phủ Mỹ cho một trung đội quân quay lại làng này để lái máy bay ném bom nhằm phi tang vào bọn chúng đã gây ra một năm trước đó. Không những ném bom, bọn chúng còn dùng xe tăng xây đất để cày xới tất cả, và đối với những người dân sống sót và lần lượt trở lại quê hương thì bị chính quyền lúc đó bắt họ sống tại các khu vườn dân ấp kiến ngược để bọn chúng kiểm soát, để không cho họ cơ hội tố cáo tới Mỹ đã gây ra nhân làng ở đây. Và thưa đoàn, đây là quả bom đã đến Mỹ đã ném xuống làng quê Sơn Mỹ một năm sau vụ thảm sát xảy ra, một loại bom 50 kg. Và đây là ảnh chụp cảnh Mỹ đang tiếp tục trở lại xóa dấu vết. Và để xem hình ảnh làng quê Sơn Mỹ 7 năm vụ thảm sát xảy ra như thế nào, cho xin mời đoàn trưởng này ạ. Thưa quý đoàn, đây là ảnh chụp cảnh làng quê Sơn Mỹ 7 năm sau vụ thảm sát xảy ra. Làng xóm còn trơ trụi rất là nhiều vì không người sinh sống. Mấy năm sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước được hoàn toàn giải phóng thì người dân lần lượt trở lại đây sống tận bây giờ. Và cuối năm 1969, khi vụ thảm sát này đã bị phanh phui trước dư luận thế giới, chính phủ Mỹ biết không thể nào bưng bít được sự thật được nữa, nên bọn chúng bày trò cử một đoàn điều tra viên về Sơn Mỹ để tìm hiểu vụ việc. Và hai người này là hai người sống sót trong những người sống sót được các điều tra viên mời đến thẩm vấn, họ lần lượt kể ra câu chuyện của gia đình mình. Sau đó họ dẫn các điều tra viên đến các địa điểm lính Mỹ giết người khác nhau. Và thưa đoàn, đây là bức hình chụp cảnh hai người dân này đang trỏ tay xuống con mương nước kể về cái chết 170 người dân bị lính Mỹ sát hại tại con mương nước Quỳnh Y hơn một năm trước đó. Và sau khi hai tên đồng bào Sơn Mỹ lính Mỹ sát hại dã man, thì nhân dân hai miền Bắc Nam tổ chức nhiều cuộc meeting biểu tình nhằm lên án tội ác lính Mỹ đã gây ra dân làng ở Sơn Mỹ. Và thưa quý đoàn, một số hình ảnh cuối cùng để giải từ này là về những nạn nhân may mắn sống sót ngày hôm đó. Nạn nhân may mắn sống sót ngày hôm đó, em biết địa điểm đoàn đầu tiên là cô Võ Thị Liên. Và cô Liên năm sống sót năm đó tuổi 13, cô sống sót cùng bà ngoại của mình. Gia đình này cô hôm ấy nói riêng có 5 người bị lính Mỹ sát hại. Về sau cô vinh dự được nhà nước ta cử đi 13 nước trên thế giới để tố cáo đảo Mỹ đã gây ra nhân lành ở đây. Và thưa đoàn, hình ảnh cô đang tự thuật lại sự việc cho Hội đoàn Lục gia Việt Nam. Nhưng người may mắn như cô Liên nãy đã không còn nữa, vì cô đã qua đời vào năm 1995 trong lần sinh con khó. Cùng sống sót ngày hôm đó của bà Nguyễn Thị Đốc. Bà của Đốc sống sót năm đó tuổi 71. Bà sống sót cùng với hai người cháu nội của mình là chú Trần Nam và cô Trần Thiệu Anh. Gia đình bà của Đốc ngày hôm ấy nói riêng có 8 người lính Mỹ sát hại, gồm có chồng, con và chú của bà và gia đình bà thế hệ. Bà sống được 6 năm sau qua đời. Và thưa đoàn, một số nạn nhân còn lại hiện nay họ vẫn còn sống trong làng, nhưng sau 48 năm họ đều đã lớn tuổi. Cao tuổi nhất hiện nay vẫn còn sống trong làng là của bà Hà Thị Quý, năm nay đã 91 tuổi. Và cụ Quý là nạn nhân may mắn sống sót tại công nước Thùng Yên đến bị sát hại 170 người. Bà Trương Thị Lê hôm nay đã 88 tuổi, và bà Lê là nạn nhân may mắn sống sót tại công đường đất gành tháp canh khu cơ cung đến bị sát hại 102 người. Bà Phạm Thị Tùng và con gái Thị Liên là hai nạn nhân may mắn sống sót tại công nước Thùng Yên đến bị sát hại 170 người. Chú Đỗ Ba ngày ấy 7 tuổi năm nay đã 55 tuổi. Chú Phạm Thành Công ngày ấy 11 tuổi năm nay đã 59 tuổi. Và thưa đoàn, tình chú Cao ngày ấy nói riêng có 5 người lính Mỹ sát hại, còn có mẹ và chị em ruột của chú. Và chú sống sót được ở nhà xác của mẹ vì em có đè lên hay không bị lính Mỹ phát hiện ra.
Và thưa đoàn, chúc công đã là giám đốc khu sân Mỹ từ năm 1992 cho đến nay ạ. Và em cũng xin giới thiệu thêm với đoàn là vào ngày 16 tháng 3 âm lịch vừa rồi, nhân kỷ niệm 48 năm ngày xảy ra vụ thảm sát sân Mỹ, chúc Phạm Thành Công có cho ra đời cuốn hồ ký với tựa đề là Chứng Nhân Còn Lại Tư Lan Hồng. Và chú cũng đại diện cho những nạn nhân trong vụ thảm sát viết về cuốn hồ ký này có mục đích là để lại là lưu lại tư liệu cho mai sau để thế hệ mai sau biết về vụ thảm sát sân Mỹ xảy ra như thế nào và nỗi đau mà người dân sân Mỹ đã phải gánh chịu. Và nếu đó chúng ta có muốn tìm hiểu thì tiến lên em giới thiệu phía dưới có chút sách trưng bày phía dưới ạ. Dạ, theo xin mời đồng hồ này ạ. À, thưa quý đoàn, đây là ảnh một số tên lính Mỹ đã tham gia giết người ngày hôm đó. Mà về sau, có người trong số họ đã không chịu đựng được sự cắn rứt vì lương tâm vì đã giết người vô tội. Và khi đã không chịu đựng được sự cắn rứt vì lương tâm nữa thì họ đã tự tìm đến cái chết chính mình. Và người đã tự tìm đến cái chết chính mình là tên lính tên là Benjamin Simpson. Và thưa đoàn thì vì sao tên này chết? Thưa đoàn thì sau này tên này kể rằng ngày 16 tháng 3 1968, hắn đã tham gia giết người tại đây. Và ngày hôm đó hắn đã cầm súng bắn vào 10 người dân thì chỉ toàn là phụ nữ và trẻ con. Thì sau khi về nước, tên này đã nhanh chóng tìm việc làm ngân hàng. Và một hôm, một ngày vào ngày làm việc, có một khách hàng đến du dịch. Mà không biết từ khi thông tin nào người khách hàng này biết tên này đã từng tham gia giết người tại làng Sơn Mỹ Việt Nam. Nhưng họ không ngần ngại hắn gọi hắn ta là kẻ sát nhân trẻ con. Thì sau đó họ ghét bỏ hắn và họ rút cái số vốn gửi tại ngân hàng về. Và sau này tên này quá thấy quá xấu hổ nên đã xin cái việc tại ngân hàng đó. Và thưa quý đoàn thì vào năm 1977, năm đó tên này có một con trai đó 11 tuổi. Và một hôm con trai này đang chơi trước sân và lúc đó có một nhóm thanh niên đi ngang qua và những nhóm thanh niên này có xảy ra việc đụng độ và dẫn đến bị bắn súng và một viên đạn lạc đã bắn thẳng vào đầu con trai của hắn. À, khi hắn nghe tin con trai bị bắn, hắn chạy đến thì phát hiện con trai mình đang tắt thở rồi. Và khi ôm con trai mình vào lòng, hắn đã thốt ra một câu rằng sao với mặt con trai mình giống với mặt những đứa trẻ sơ mỹ hắn đã giết những năm trước đó. Nên sau này tên này luôn bị ám ảnh những cái chết hắn đã gây ra. Nên trải qua đến 20 năm bị căn bệnh mất ngủ bị hội chứng tâm thần. Thì tên này đã khi đấy không chịu đựng được sự ám ảnh về lương tâm nữa thì tên này đã tự dùng súng bắn vào đầu mình tại nhà riêng vào năm 1997. Và thưa quý đoàn thì vào ngày 16 tháng 3 năm 1968, những người Mỹ nước đây đều nhận lệnh giết người và ít nhiều họ cũng tham gia giết người. Nhưng ngược lại trong đó có hai người lính Mỹ họ không tham gia giết người mà họ lại cứu sống những người dân vô tội. Bỏ tìm để tìm hiểu họ là ai là những người đội những thế này ạ. Sao vậy ạ? Và thưa quý đoàn thì đi cùng đội hình quân lính Mỹ ngày hôm đó có hai người lính là ông Hugh Thompson là một phi công lái bay năm đó 25 tuổi và một xạ thủ súng máy tên là Larry Rubin năm đó 19 tuổi. Sáng hôm đó hai ông này có mặt tại đây và được cấp trên giao nhiệm vụ lái máy bay tuần tiễu tầm cao trên bầu trời xứ Mỹ và phát hiện đâu có việc cộng sẽ ném cây khói xuống làm giống lính bộ binh biết. Nhưng sáng hôm đó họ không phát hiện cho việc cộng đâu cả, mà họ chỉ toàn thấy là những dân thường vô tội. Và khi đang bay tầm thôn sinh này có nhìn xuống dưới mặt đất và phát hiện có một tốt những người dân thường bị một tốt lính Mỹ rượt theo khoảng cách rất là gần. Nhưng ông đã cho cái bay đáp xuống cùng đồng đội của mình là ông Corbin đối đầu với những lính Mỹ. Và ông không xin nói rằng bất cứ tên lính Mỹ nào bắn vào những người dân thường này, tâm sẽ lệnh cho ông Corbin bắn trả lại. Thì sau một hồi dằn co với nhóm lính Mỹ, hai ông này đã cứu sống được 9 người dân đó và ông đã đưa họ lên máy bay và ông dự định sẽ bay đi tìm kiếm sự an toàn cho họ cách xa vùng lính Mỹ đang bắn giết. Và đang trên đường tìm kiếm sự an toàn 9 người dân vô tội này thì ai ông bay công nước lúc này đã xảy ra việc giết người rồi, nên lính Mỹ sát hại 170 người ạ. Thì ông Corbin là ông xạ thủ nhìn xuống dưới làn mưa và phát hiện có một cô bé đang bị thương rất là nặng đang nằm trên đống xác chết. Nên ông đã nói cho ông Thompson này cho máy bay đáp xuống và hai ông đã cùng nhau cứu cô bé. Và cô bé được hai ông cứu là chú Đỗ Ba này em giới thiệu là năm 7 tuổi đó ạ. Và sau khi đưa chú Đỗ Ba đến bệnh viện của ngài cấp cứu thì hai người này đã lái máy bay đưa 9 người dân còn lại đến an toàn. Ngày hôm đó hai ông này đã cứu sống được 10 người dân gồm có 6 trai con, 2 người già và 2 phụ nữ. Nhưng sau ngày 16 tháng 3 năm 68 thì hai ông này không hành cũng qua làng này nữa. Nên những người được hai ông cứu sống luôn mong ngóng hai ông trở lại để họ nói lời biết ơn. Nhưng thời gian trôi mãi ông này vẫn không quay lại. Thì bất ngờ 24 năm sau vụ tập sát tức năm 1992, ông Thompson này có dịp quay lại làng này để tìm gặp những người đã ông cứu sống trước đó. Nhưng rất tiếc lúc đó một vài người dân họ đã qua đời vì lớn tuổi hoặc bị bệnh. Và khi đến đây ông biết được hàng năm vào ngày 16 tháng 3 dương lịch tại khu di tích này có tổ chức lễ tưởng niệm 504 người dân bị lính Mỹ sát hại. Thì sau đó ông Thompson này có dịp quay lại làng này thêm hai lần nữa, lần năm 1998 và 2001. Và ông đến đúng ngay dịp lễ tưởng niệm 16 tháng 3. Nhưng theo đoàn ông Thompson này chưa kịp quay lại làng này lần thứ tư, ông đã qua đời tại Mỹ vào năm 2006, lúc ông 63 tuổi.
Và thưa đoàn, thì hiện nay một số người dân được hai ông cứu sống vẫn còn sống trong làng, và thỉnh thoảng họ vẫn kể về câu chuyện về hai ông này. Thì nếu hai ông này không xuất hiện kịp thời cứu họ thì họ bị chết rồi. Và thưa đoàn, vừa rồi những thông tin cuối cùng trong buổi tâm sát em giới thiệu đến đoàn. Dạ, cảm ơn đoàn đã chú ý nghe và chia sẻ. Dạ, cảm ơn đoàn, dạ, chúc đoàn sức khỏe.